Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với channel Kho Đồ Chơi. Ngày hôm nay thì mình sẽ unbox và review cho anh em cái mẫu xe mới này của WPL. Đây là cái mẫu xe WPL D42 nhé. Nó là mẫu xe mô phỏng theo cái chiếc xe minivan tên là Tianjin Dafa. Đây là một cái mẫu xe của do Trung Quốc sản xuất. Nó giống rất giống với cái mẫu xe Daihatsu 2Z và cũng khá giống so với mẫu xe Suzuki Blyvan nhé. Đó thì thực ra nó cũng là một cái mẫu minivan thôi. Thì đây là cái mẫu xe rất là mới, vừa mới được ra mắt của WPL. Chiếc xe này là tỷ lệ 1:10 anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ unbox nó ra cho anh em cùng xem ở bên trong cái chiếc xe này thực tế trông nó như thế nào. Và điều khiển nó có khác gì so với cái phiên bản D12 không. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Đây rồi anh em ạ. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đây, chiếc xe của chúng ta đây là một cái màu vàng nhá. Đây là màu vàng, hơi vàng cam một chút. Rồi, bên trong thì nó được bọc bởi một cái lớp nhựa chống sốc khá là chắc chắn, và nó sẽ đảm bảo được cái chiếc xe của chúng ta khi mà vận chuyển thì nó sẽ không bị va đập và sẽ hạn chế được những cái rủi ro. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ cái nhựa ra nhá cho nó rộng rãi và chúng ta sẽ có nhiều không gian hơn để có thể quan sát. Rồi, đây là cái chiếc xe của chúng ta đây. Anh em nhìn nhá. Mình sẽ quay một vòng cho anh em xem trước này. Đó. Sau đó thì mình sẽ đánh giá và đi vào chi tiết. Ok, đầu tiên là mình sẽ nói đến cái tay điều khiển đi. Cái tay điều khiển này thì nó không khác gì so với cái tay điều khiển của WPL D12 cả anh em nhá. Đây, giống hệt luôn, chả khác gì cả. Đó. Về chất liệu bên ngoài, vỏ bên ngoài nó cũng giống như thế luôn nhé. Không khác gì đâu. Thế nên là mình cũng sẽ không nói sâu về cái tay điều khiển này nữa. Đi kèm theo xe là một cái tờ hướng dẫn. Nó có cả tiếng Anh và tiếng Trung nhé. Đây. Đây là tiếng Anh này. Còn mặt này là tiếng Trung này. Đó, cái này thì cũng không nói chi tiết đâu. Kèm theo là một cái túi phụ kiện như thế này. Đây, trong này thì mình thấy là có một cái bảng tem này, bảng sticker này và các cái phụ kiện kèm theo như cáp sạc này, tô vít này và một số các cái phụ kiện. Lát nữa mình sẽ bóc ra nói chi tiết hơn cho anh em. Đây, bây giờ mình sẽ đi vào review và đánh giá chi tiết về cái chiếc xe này nhá. Về phần bên ngoài, về tổng quát thì mình thấy là cái thiết kế của nó thì cũng khá là giống so với cái phiên bản chính đấy, phiên bản thật đấy. Thì nếu mà các bạn muốn so sánh thì các bạn có thể tìm kiếm với cái từ khóa là Tianjin Dafa, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh xe thật của nó. Thì cái thiết kế nó cũng khá giống nhá, tương đối giống đấy. Cái xe này thì nó khác so với cái mẫu Suzuki là nó lại, cái phần phía sau này nó lại cao hơn cabin một chút. Đây này, các bạn nhìn không, nó có một cái gầu lên này. Đấy, ở đằng sau thì nó được thiết kế là có hai hàng ghế nhá. Ở phía trước này, bên trong cabin thì mình thấy là có cái cần số làm rất giống nhá. Mặt tablo cũng làm rất giống. Bên trong sàn cabin thì cũng sâu, được thiết kế rất là sâu, nên là khi nếu mà chúng ta bố trí fix ở trong này ấy, thì chúng ta có thể cho cái chân của nó để hẳn xuống sàn cabin mà chúng ta không cần phải tháo cái chân ra nhá. Tuy nhiên là cái mình thấy là cái khoảng cách giữa vô lăng và cái ghế ấy, nó rất là sát nhau, nên là đây là một cái điểm trừ của cái thiết kế này. Thì nếu mà chúng ta bố trí fix thì chắc là chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại một chút cái khoảng cách giữa cái ghế lái và cái vô lăng này. Không biết các bạn nhìn có rõ không? Ở đây nó hơi tối đúng không? Đây này, cái khoảng cách giữa vô lăng và ghế này nó hơi bị sát nhau nhá. Đấy. Còn về cái độ sâu của sàn cabin ấy thì cái chiếc xe này đã làm được rồi. Thì nếu mà chúng ta bố trí fix vào đây thì có thể để nguyên cái chân lại để cho xuống dẫm vào sàn luôn, chứ không cần phải tháo cái chân của con fix ra nữa. Ở phía sau này thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó có bốn cái lỗ này. Thì bốn cái lỗ này là để cắm các cái part của nó, các cái linh kiện, để một cái tấm che biển số này, hai là cái tấm biển số này sẽ cắm vào đây. Một cái điểm cộng cho thiết kế của cái mẫu xe này ấy, là mình nhìn thấy cái hệ thống đèn này. Đó, cả hai bên này đều có ba lỗ nhá, ba lỗ cắm đèn đã chờ sẵn rồi. Lỗ này là mình đoán là đèn này là đèn 3mm nhá. Thì mỗi bên này nó sẽ có ba cái lỗ để cắm đèn. Như vậy là chúng ta có thể trang bị được mỗi bên là ba đèn. Một là đèn xi nhan ở phía trên này, hai là cái đèn phanh là cái đèn to nhất này, là cái đèn màu đỏ đấy. Đó, thì ở giữa này, ba là cái đèn trắng là khi mà chúng ta lùi ấy, thì nó sẽ là cái đèn trắng. Như cái chiếc xe WPL D12 ấy, thì nó chỉ có hai cái lỗ cắm đèn thôi. Như vậy là mình chỉ lắp được đèn xi nhan và đèn phanh thôi. Còn đèn trắng, đèn lùi là không lắp được. Như cái chiếc xe này thì mỗi bên đèn hậu là chúng ta có thể lắp được ba đèn nhá, và có lỗ chờ sẵn rồi.
Đó, đây là một cái điểm cộng rất là hay. Khi mà chúng ta lắp đủ hệ thống đèn như này thì nó cũng sẽ rất là scale nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ lắp một cái bảng số vào đây là quá đẹp luôn. Ở hai bên cabin thì nó cũng có hai cái đèn này, hai cái đèn cabin giống như là WPLD12 thôi. Đấy, chúng ta sẽ cắm đèn vào đây. Đấy, chỗ này chúng ta sẽ làm đèn xi nhan nhé, để khi mà xi nhan thì chúng ta có thể nhìn thấy cả bên cạnh này luôn. Đó. Đèn xi nhan ở phía trước, đây là hai cái đèn xi nhan ở phía trước thì nó chỉ có một cái lỗ cắm đèn thôi. Đó. Đèn pha thì có sẵn rồi nhá, đèn pha thì có sẵn rồi anh em nhá. Cái đây là cái phần để lắp biển số phía trước này. Thiết kế của cái phần lắp biển phía trước này rất là giống với cái form biển Việt Nam nhá. Như vậy thì mình sẽ có thể lắp được cái biển số của Việt Nam vào đây. Nhìn trông rất là scale luôn anh em ạ. Ở đây nó sẽ có một cái lưới tản nhiệt. Ở đây nó sẽ có một cái lưới tản nhiệt. Khi mà chúng ta lắp vào thì nó trông nó sẽ đẹp hơn và nó không bị cụt như thế này. Về chất liệu nhựa, vỏ nhựa bên ngoài thì mình đánh giá là nó chất liệu nhựa thì nó giống hệt với cái nhựa của WPLD12. Nó là cái loại nhựa tốt nhất trong tất cả các mẫu xe của WPL rồi. Thì về phần nhựa của vỏ mình không chê vào đâu được. Tuy nhiên là cái mẫu xe này hiện tại nó hãng nó mới chỉ ra cái màu vàng này thôi. Nó không có lựa chọn về màu sắc. Mình không, thực sự là mình không thích về cái màu vàng này lắm. Mình ưng cái màu, ví dụ như nó ra cái màu trắng giống như WPLD12 thì sẽ tuyệt vời hơn, sẽ phù hợp hơn và dễ trang trí hơn. Có thể là nhiều anh em thích màu vàng thì sẽ thích, nhưng mà còn về quan điểm cá nhân thì mình lại không thích cái màu vàng này. Bởi vì là nó hơi khó trang trí, nó hơi khó, ví dụ mình dán chữ, dán tem lên thì nó sẽ không được đẹp và không được nổi như là màu trắng. Hoặc là ví dụ màu trắng thì mình sẽ dễ xử lý hơn là cái màu vàng này. Mình sẽ làm được nhiều thứ hơn. Về gầm, hệ thống gầm và chuyển động của chiếc xe này đây thì cơ bản là giống hệt WPLD12 nhé. Có một cái điểm khác biệt là nó, cái chiếc xe này thì không có lốp sơ cua nữa. Như WPLD12 thì ở đây sẽ được trang bị một cái lốp sơ cua, nhưng mà ở đây cái chiếc xe này thì không có lốp sơ cua nhé. Đây là cái cần để chúng ta tháo pin ra. Đây dưới này là khay pin này. Thì khi mà tháo pin thì chúng ta sẽ mở ra bằng cách này. Đó. Bên trong này là một quả pin nhé. Xem cục pin này cho anh em xem luôn. Pin này thì nó cũng giống như cái pin của WPLD12 thôi. Nó là pin Li-ion 14500, điện áp là 7,4V, nó tương đương với pin 2S, dung lượng là 500mAh nhé. Đó. Nó sử dụng jack SM. Và đây là cái jack cân bằng này, là cái jack để sạc anh em nhé. Sau khi lắp pin vào thì mình lại khóa lại nhé. Đây là cái cần này là để khóa lại này. Đấy, khi mà chúng ta vặn ngang ra như này thì nó sẽ là khóa cái khay pin lại, để khi di chuyển nó sẽ không bị tuột ra. Cái chiếc xe này thì là dẫn động cầu sau. Đây, đây là hộp số này, nó sẽ dẫn động ra cầu sau. Đây là hệ thống cầu sau. Cầu của WPL thì từ trước đến giờ vẫn là cầu không vi sai anh em nhé. Cái chiếc xe này thì sử dụng giảm sóc nhíp. Đây, đây là giảm sóc nhíp này. Hệ thống cầu trước thì nó là cầu tự do, không có dẫn động cầu trước. Và sử dụng hệ thống giảm sóc là càng chữ A. Đây, giảm sóc khá là tốt. Cũng giống hệt như WPLD12 thôi. Nếu mà anh em nào mà đã chơi WPLD12 rồi thì cũng không lạ lẫm gì với cái chiếc xe này cả. Với hệ thống chuyển động này thì nó cũng giống hệt như thế. Hộp số này cũng vậy, hộp số này thì cũng giống hệt của WPLD12. Và bên trong này nó sử dụng là một con motor chổi than 260 nhá. Với một chiếc xe như này thì motor 260 là chạy phè phè rồi, chạy thoải mái rồi anh em ạ. Về cơ bản thì mình thấy nó cũng không có gì mới so với cái WPLD12 cả. Chỉ có mỗi cái là cái body nó khác thôi. Bây giờ mình sẽ cắm pin vào và thử cho nó chạy thử nhá. Và để anh em xem là nó có gì khác biệt về cái phần điện không. Đây, anh em nhìn này, giảm sóc này. Giảm sóc nhíp này cũng khá là ok đấy. Với cái trọng lượng xe zin nguyên bản thì chúng ta chỉ cần sử dụng cái nhíp như thế này thôi. Giảm sóc cũng khá mềm nha anh em nhé. Mình lắp pin rồi, bây giờ mình sẽ bật nó lên này. Công tắc ở dưới đây. Đó, khi mà chúng ta bật cái công tắc lên ấy, thì cái đèn pha nó sẽ nhấp nháy như này, để nó chờ tín hiệu từ tay điều khiển. Tay điều khiển đây, bây giờ mình sẽ cần phải lắp hai cục pin cho cái tay điều khiển này. Pin này thì pin của tay điều khiển thì nó không đi kèm nhé. Chúng ta sẽ phải sử dụng hai viên pin AA. Chúng ta có thể sử dụng pin thường hoặc là pin sạc, tùy. Đây, sau khi lắp xong rồi thì mình sẽ bật công tắc lên này. Anh em có thấy điểm gì khác biệt không ạ? Bình thường ví dụ như WPLD12 mà chúng ta bật xe lên này, bật tay điều khiển lên là nó sẽ tự kết nối với nhau và nó sẽ dừng nháy. Tuy nhiên là ở cái chiếc xe WPLD42 này thì nó có một cái điểm khác biệt. Là khi mà chúng ta bật tay điều khiển và bật xe lên nó vẫn nhấp nháy như này. Thì chúng ta nghĩ rằng là nó chưa kết nối được với nhau đúng không ạ? Đây này, mình bóc ga cho anh em thử luôn này. Đấy. Như này thì chắc chắn là anh em sẽ nghĩ rằng là tại sao nó bật lên mà nó không kết nối được. Có thể mình sẽ nghĩ rằng là xe nó bị lỗi. Nhưng không phải đâu anh em ạ. Ở cái WPLD42 này có thể là cái mạch nó đã được cải tiến rồi. Và
khi chúng ta bật xe lên như này và để hoàn thành cái việc kết nối ấy, thì chúng ta cần phải bẻ lái nhá, phải đánh lái này. Đây, khi mình đánh lái thì cái đèn nó sẽ ngừng chớp. Đấy các bạn thấy không ạ? Khi mình bẻ lái là nó có tín hiệu luôn mà. Điều khiển được ngay mà. Đấy. Thì khi mình bẻ lái là cái đèn của xe và đèn của tay điều khiển nó sẽ ngừng chớp. Như vậy là chúng ta có thể điều khiển được rồi. Bây giờ mình bóp ga là xe có thể chạy được rồi nhá. Đấy anh em thấy không ạ? Xe này có điều tốc này, vẫn như thế thôi. Điều tốc là gì ạ? Điều tốc là khi mà chúng ta bóp ga vào nhẹ hay là chúng ta muốn đi nhanh đi chậm thì nó phụ thuộc vào cái lực của chúng ta bóp ga. Bóp giống như là chúng ta đạp chân ga của ô tô đấy. Đấy, bóp vào như thế này thì là xe nó chạy tiến lên nhá. Đẩy ra như thế này, nó sẽ là phanh. Và khi mà chúng ta muốn lùi thì chúng ta lại nhả có ga ra và đẩy ra. Tiến và lùi đều có điều tốc hết anh em nhá. Lùi nhanh thì chúng ta đẩy hết ga ra như này thì nó sẽ lùi nhanh thôi. Còn lùi chậm thì chúng ta đẩy nhẹ thôi. Anh em nào mới chơi thì có thể tập làm quen với cái cữ tay. Với những người mới chơi thì WPLD12 hay là cái chiếc xe này WPLD42 đều là một cái lựa chọn xuất sắc. Và anh em có thể mua và trải nghiệm được rất là tốt. Kể cả ví dụ như là cho các bé chơi thì D42 hay D12 đều ok cả. Bởi vì cái phần vỏ nhựa nó khá là bền. Và mạch điện thì nó đã hỗ trợ rất là nhiều rồi. Mạch điện nó có thể hỗ trợ pin 2S này, rồi hỗ trợ điều tốc này, rồi hỗ trợ lái bằng servo này. Đấy, cái hệ thống lái của con này cũng vẫn hỗ trợ lái bằng servo như D12 nhá. Đây anh em nhìn này. Đấy, khi mà chúng ta bẻ lái là nó có thể lái được theo cái cữ của chúng ta mong muốn. Còn nếu mà lái bằng motor ấy, thì bẻ lái một phát là hết lái luôn. Đây này, đây chúng ta có thể lái nhiều lái ít tùy vào khả năng, tùy vào cái lực xoay vô lăng của chúng ta thôi. Đúng không? Với một người mới chơi RC thì D42 hay là D12 đều là một cái lựa chọn rất là xuất sắc và không có gì phải bàn. Nói thêm về cái tay khiển này nhá, thì đây là cái núm để chúng ta chỉnh cái bánh lái phía trước để cho nó thẳng hay là không. Đây, mình sẽ chỉnh cho anh em xem này. Đấy, khi mình xoay cái núm này thì hai cái bánh nó sẽ xoay trái và xoay phải. Thì khi mà bánh xe của chúng ta nó không thẳng ấy, thì chúng ta chỉnh lại cái này, chỉnh lại cái núm này để làm sao cho cái bánh xe nó thẳng, để cái xe của chúng ta nó chạy thẳng được. Đây, anh em thấy không ạ? Đấy, chúng ta chỉnh làm sao để khi mà chúng ta bóp ga xe nó chạy thẳng là được. Còn ở trên tay điều khiển nó có hai cái núm này, hai cái nút này. Thì cái nút ở trên là cái nút Address nhá. Address này nó là cái nút mà để chúng ta tăng cái, mở rộng cái góc lái của hai bánh trước này. Đây ví dụ như là mình lái nhá, đánh lái này, đây là khi mà hết lái này. Nhưng mà khi mình bấm vào cái nút Address ấy, đây, thì cái bánh xe, cái góc lái nó sẽ được mở rộng ra. Đây mình bấm này. Đấy anh em thấy không? Thì khi đó chúng ta có thể lái được rộng hơn. Cái chức năng này thường là để hỗ trợ cho anh em chơi xe drift. Khi mà chúng ta chơi xe drift thì chúng ta sẽ cần cái góc lái nó rộng. Đó, thì cái mẫu xe này là nó có thể hỗ trợ được. Chúng ta chỉ cần trang bị thêm cái gyro vào nữa thôi là chúng ta có thể. Và trang bị bộ bánh bánh trơn, bánh drift ấy, là chúng ta có thể biến chiếc xe này thành một chiếc xe drift. Và cộng thêm một chút kỹ năng nữa. Còn cái nút ở phía dưới này là T-Rate. T-Rate ở đây là cái nút mà để chúng ta điều chỉnh được cái tốc độ, thay đổi được cái tốc độ quay của motor. Đó, thì ví dụ như mình bóp max ga ở chế độ bình thường nhé. Mình bóp max ga này. Đấy, anh em thấy không ạ? Mình bấm vào đây, nó sẽ tăng tốc độ lên. Anh em có thể là cảm nhận thì nó hơi khó nhé. Ta nhìn ở đây thì nhìn qua video có thể nó hơi khó, nhưng mà anh em nghe cái âm thanh ấy, khi mình bấm vào đây nó sẽ thay đổi cái âm thanh, nó sẽ thay đổi, là có nghĩa là cái tốc độ của cái motor nó cũng thay đổi nhá. Còn nhìn ở đây thì có thể là khó phát hiện lắm. Đây mình bóp max ga này, đang để chế độ nhanh nhá, chuyển sang chế độ chậm này. Bóp max ga này. Đấy anh em có nghe thấy cái tiếng nó tăng, cái tiếng nó to hơn không? Giảm đi nhá. Đấy. Thì đấy là cái chức năng của cái tay điều khiển này. Về cơ bản thì nó không có gì thay đổi nhiều so với WPLD12, chỉ có một điểm khác biệt đó là khi mà chúng ta bật xe lên ấy thì nó sẽ chưa ga được ngay đâu. Và khi mà bật xe lên, bật tay điều khiển lên, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải đánh lái nữa để nó nhận tín hiệu nhá. Đó, đánh lái như này thì nó mới không nháy nữa, không nháy đèn nữa và có thể điều khiển được kênh ga. Ok chưa? Đó là những cái điểm khác biệt so với WPLD12. Cái chiếc xe này thì mình sẽ đo cái wheelbase cho anh em xem nhé. Wheelbase của nó, wheelbase là gì? Wheelbase là khoảng cách giữa tâm của bánh trước đến tâm của bánh sau. Đấy, thì cái đấy gọi là wheelbase nhé. Cái tắt là WB đấy. Đây, tâm của bánh trước đến tâm bánh sau là khoảng 18cm anh em nhé. Chính xác là 18cm nhé. Tâm bánh trước đến tâm bánh sau là 18cm. Nó khác so với các cái mẫu xe khác của WPL là 19cm nhé. Nó là 190mm đấy. Thì cái chiếc xe này, cái wheelbase của nó là chỉ 180mm thôi, tương đương với 18cm. Thì anh em nếu mà muốn chế cháo thay body thì lưu ý cái wheelbase nhé. Cái wheelbase là cũng phải lưu ý đấy. Nó không giống như các cái mẫu xe khác của WPL là 190mm đâu.
Về kích thước của chiếc xe này thì mình sẽ đo thực tế cho anh em xem luôn. Tất nhiên là ở vỏ hộp thì nó cũng có đấy, tuy nhiên là mình sẽ muốn đo thực tế cho anh em. Tương đối thôi anh em nhé. Đây đến đến đây này là 30cm này. Đến cái vạch này là 30cm này, đo thêm một chút nữa. Ra đây nó khoảng cứ cho là khoảng 2cm nữa đi, là 32cm nhá. Tối đa chiều dài này là 32cm này. Chiều cao của chiếc xe này, chiều cao nhất từ đất lên là vào khoảng 17 hơn 17cm anh em nhá. Cho tối đa là khoảng 17,5cm đi. Đó. Còn chiều rộng này, chiều rộng tối đa nhá. Mình cứ đo dư ra một tí nhá anh em tính. Mình đang tính dư đấy, không phải chính xác như là máy đo đâu. Đây là đo thủ công. 14,5 đi, chưa tới 14,5 đâu. Nhưng mà cứ cho 14,5 đi cho song xanh nhá. Đấy, chiều rộng là 14,5 này, chiều cao là 17,5 đi. Đúng không ạ? 17,5. Và chiều dài là 32cm anh em nhá. Đấy là kích thước thực tế của cái mẫu xe này. Bây giờ mình sẽ bóc cái gói phụ kiện ra. Đây là cái gói phụ kiện này. Bây giờ mình sẽ bóc cái gói phụ kiện ra để xem bên trong cái gói phụ kiện này nó có bao gồm những cái gì nhá. Đầu tiên là cái bảng tem này. Để mình xem cái bảng tem này nó có khác gì so với cái tem của WPLD12 không. Đây nó có hai cái bảng tem này. Đây là cái sticker của hãng này. Cái này thì mình không sử dụng. Đây là cái bảng sticker để dán cho cái chiếc xe này. Thì đây là các cái tem đăng kiểm. Nhưng mà cái tem đăng kiểm này là của Trung Quốc nên là mình không sử dụng. Đây là cái dán biển phía trước này, mình cũng không sử dụng mấy cái này đâu. Rồi tên xe này, Tianjin đây này. Đấy. Viết tắt là TG6320, chắc là model của xe là 6320. Cái mẫu xe này ở bên Trung Quốc thì họ làm taxi nhá, nên là nó có một cái biển taxi này, biển dán màu đấy. Ở đây thì nó sẽ có hai cái để dán đèn hậu này, hai cái này sẽ dán vào đèn hậu anh em nhé. Hai cái đèn này thì của WPLD12, còn ở trên chiếc xe này thì không có hai cái dán đèn này đâu. Hai cái này thì mình sẽ dán vào đèn của cabin. Đây này, đúng rồi, dán vào đèn hai bên cabin này này. Cái này mình cũng không sử dụng, cái này là của WPLD12 nhá. Ở dưới này nó có các cái ký tự chữ để chúng ta dán biển số vào cái biển trắng này này, vào cái tấm biển trắng này này. Nhưng mà mình sẽ không sử dụng cái này đâu, bởi vì kho đồ chơi sẽ tặng cho anh em cái biển số của Việt Nam và tặng cho anh em cái tem đăng kiểm của Việt Nam. Ở đây có một điểm khác biệt và mới so với WPLD12 là nó có các cái sticker để dán tablo. Đây là cái dán đồng hồ này, đồng hồ ở sau vô lăng ấy thì nó có đồng hồ này. Và đây là cái ví dụ ở cái đài đây này để dán vào đây này anh em này. Đây, cái để chỉnh điều hòa với cả đài FM ấy. Ở xe này nó cũng ở cổ ấy, nó không có TV màn hình đâu. Thì đây là cái miếng dán vào cái chỗ đấy, còn cái đây là cái dán vào cái đồng hồ đằng sau vô lăng này. Ok, rồi đi tiếp nhé. Đây là gì? Đây là những cái phụ kiện này. Thứ nhất là đây là cái tản gió, cái tấm lưới tản gió là để lắp vào phía trước xe này. Đây này, cái tấm dẫn cản gió lắp vào đây này. Lát nữa mình sẽ lắp cho anh em xem luôn. Cái này nó là cái tấm để lắp vào cái đuôi xe đây. Đây, cái này nó là cái tấm để lắp vào đuôi đây, để che biển này. Còn đây là cái tấm để lắp vào biển số này. Đây là các cái tay nắm cửa này. Tay nắm cửa nó có hai loại nhé. Cái tay nắm dạng này là cái tay nắm ở đây nhá. Cái tay nắm dạng này này, nó là tay nắm ở hai bên cửa hông xe. Còn tay nắm của cabin nó là cái dạng này cơ. Này, nó khác so với cái này. Đây là ba cái này, đây là ba cái thì mình lắp hai cái, còn một cái để sơ cua. Đây là hai cái gương nhá, hai cái gương. Đây là cái lá nhíp này, cái lá nhíp này thì để sơ cua đây anh em nhá. Đây cũng là những cái đồ sơ cua này, hãng họ cho sơ cua đây là hai cái đầu linh này. Đấy. Và đây là cái đầu cắc đăng này, đầu trục cắc đăng. Còn đây là hai cái mặt gương nhá. Hai cái mặt gương này thì sau khi dán xong, lắp xong ấy, thì chúng ta phải bóc cái lớp ni lông này ra thì nó sẽ bóng. Còn đây là cái màu của xe đây. Đây, cái chiếc xe này thì nó có cái màu ở đây. Và để gắn được cái màu này lên thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng đến một cái 3M này, tấm dán 3M, miếng dán 3M này. Đây, chúng ta dán miếng dán 3M vào đây và chúng ta lắp dán lên đây. Đó, và dán chữ taxi ở trên cái bảng tem vào đấy. Nhưng mà mình sẽ không sử dụng để nó biến thành một cái mẫu xe taxi. Ở Việt Nam không dùng cái mẫu xe taxi này. Đây là một cái tô vít nhỏ để chúng ta có thể tháo cái con ốc ở tay điều khiển nhé. Còn đây là cái cáp sạc USB. Và nói thêm về cái cáp sạc USB nhé, thì mình sẽ nói cho anh em, hướng dẫn cho anh em luôn. Bởi vì nhiều người cũng không biết đâu. Đây là cục pin của xe nhé. Còn đây là cái cáp sạc này. Khi mà sạc thì chúng ta sẽ cần phải tháo pin ra. Và chúng ta cắm vào cái chân màu trắng này. Cái rắc màu trắng này là cái rắc sạc nhé. Cái này gọi là cái rắc ba lần. Thì đây là cái cáp sạc này, thì chúng ta cắm vào đây là được. Đó, chúng ta còn cái đầu USB này thì ở trên này nó có thông số ghi rất là rõ là input vào DC 5V 2A, có nghĩa là chúng ta cắm vào cái chúng ta cấp một cái nguồn 5V, dòng sạc là 2A, tối đa là 2A nha anh em nhé. Thì thường là các cái củ sạc điện thoại của chúng ta là cũng có cái dòng là 5V và sạc thường thì nó sẽ là từ 1 đến 2A, còn anh em đừng dùng các loại sạc nhanh, nó sẽ là 3 đến 5A thì có thể là nó sẽ bị cháy nhá.
thì chúng ta sẽ sử dụng các cái củ sạc mà có dòng 5V này và dòng sạc là 2A thôi, tối đa là 2A, 1A cũng được. Hoặc là anh em có thể cắm cái cáp sạc này vào cổng USB của máy tính hoặc là cắm vào pin sạc dự phòng cũng rất là ok nhá. Đây là tất cả những cái gì mà đi kèm theo cái chiếc xe WPL-D42 thì mình cũng đã vừa review cho anh em xem và hướng dẫn cho anh em sử dụng một số các cái chức năng với những anh em mới thôi. Còn những anh em nào mà đã chơi WPL-D12 rồi thì chắc là cũng không có lạ lẫm gì về cái mẫu xe này cả. Và cách sử dụng thì nó cũng rất là đơn giản, nó có thể phù hợp với tất cả những người mới chơi và phù hợp với cả những em bé. Tất nhiên là đừng bé quá, vì là khi mà bé quá các bạn bé các bạn chơi các bạn không biết giữ đâu, thì nó sẽ rất là nhanh hỏng. Hiện tại thì cái sản phẩm này đã được bán tại kho đồ chơi nhé. Và khi mà các bạn mua sản phẩm này tại kho đồ chơi thì các bạn sẽ được nhận thêm một cái bộ quà tặng là cái bộ tem và bộ biển số như thế này. Và với cái mẫu xe WPL-D42 này thì kho đồ chơi đang có chương trình là hỗ trợ miễn phí 100% phí vận chuyển trên toàn quốc cho anh em khi mà anh em đặt hàng tại kho đồ chơi. Kèm theo đó là một cái bộ quà tặng tem chữ và biển số của kho đồ chơi. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em xem là cái bộ tem chữ này thì nó sẽ bao gồm những cái gì nhá. Đây, trong cái bộ tem chữ của kho đồ chơi tặng cho anh em thì thứ nhất là nó bộ biển số đi. Nó bộ biển số đây, đây là bộ biển số, nó sẽ có là một biển để gắn phía trước và một biển gắn phía sau. Đây là đúng là form biển của Việt Nam luôn anh em nhé. Số thì đã được làm sẵn rồi thì nó sẽ là số đẹp, số ngũ quý hoặc là số tiến. Đấy, ví dụ như 5, 7, 5, 6, 7, 8, 9. Còn đầu số thì đã được làm sẵn rồi nên là mình sẽ thường làm đầu số của Hà Nội và Sài Gòn để cho nó phổ biến. Đó là đầu số 29, 30 hay là của Sài Gòn thì là 51. Đó. Thì cái bản sticker này nó sẽ có các cái tem đăng kiểm nhá, của đúng form Việt Nam luôn. Anh em về có thể cắt ra và dán. Đi kèm theo đó là cái bộ tem chữ này, nó sẽ là bộ tem chữ xe cứu hộ lốp lưu động. Đây là cái tem để dán vào bên cạnh này. Còn đây là cái tem mà để dán vào bên cabin này. Còn cái chữ Suzuki này thì anh em có thể dán vào một là phía trước này. Đây, chúng ta có thể dán vào phía trước này. Hoặc là chúng ta dán vào phía sau này. Đây, dán vào đây rất là đẹp. Rồi ở đây mình có cái chữ sửa chữa lưu động thì anh em có thể cắt ra và dán ở đây. Và hoặc là dán ở đây cũng rất là đẹp. Lát nữa mình sẽ cho anh em xem cái chiếc xe của mình đã dán rồi nhé. Hoặc là chúng ta cũng có thể dán vào đây. Đấy. Cái chữ này thì mình đã được làm theo đúng cái thiết kế của xe rồi nên là chúng ta dán vào là đẹp thôi. Hoặc là chúng ta có thể dán cái chữ xe cứu hộ ở phía trước xe như thế này. Cũng rất là đẹp. Đó. Có một cái tem nhỏ Suzuki nữa thì chúng ta có thể muốn dán vào vị trí nào của xe thì tùy chúng ta thôi. Ok, bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái chiếc xe mà mình đã dán nhé. Đây, đây là cái chiếc xe của mình đã dán. Đây anh em thấy không, có cả cần gạt mưa này. Đây biển số đây. Khi mà lắp cái lưới tản nhiệt vào đây thì nó như thế này. Đây là biển số lắp vừa xinh luôn. Dán cái sticker này là nằm ở trong cái bảng sticker của kho đồ chơi nhé. Hai cái sticker ARB này là cái sticker nằm trong cái bảng tem của kho đồ chơi tặng nhé. Đó thì anh em có thể cắt ra và dán ở chỗ nào mà anh em cảm thấy phù hợp. Đây, hai bên cửa đây, chữ Suzuki ở bên cạnh. Đây mình dán luôn cả hai bên cạnh này luôn này. Nhưng ở trong bộ tem của chúng ta chỉ có hai cái này thôi nhé, nên là chúng ta chỉ dán một cái phía sau này thôi. Còn phía bên cạnh này thì chúng ta nên dán chữ. Dán chữ có thể là chúng ta dán chữ xe cứu hộ ở đây chẳng hạn. Đúng không ạ? Đó. Đây là ở phía sau này, đây như chữ sửa chữa xe lưu động, là sửa chữa lưu động là mình cũng dán vào đây cũng khá là phù hợp đấy. Đây, các cái tem nhỏ trong cái bảng sticker của kho đồ chơi. Đây là cái đèn hậu đây, sau khi mà dán đèn hậu lên thì nhìn rất là đẹp. Đúng không ạ? Đó, thì khi mà anh em mua hàng tại kho đồ chơi thì anh em sẽ được tặng thêm một cái bộ tem chữ và bộ biển số. Đây, bộ biển số đây, ví dụ như số ngũ quý đây, 51G5555. Hoặc là đây, biển phía sau đây. Biển phía sau thì nếu mà anh em muốn đẹp hơn thì anh em tháo cái tấm bảng này ra nhé. Tháo cái tấm bảng đen này ra và chỉ dán mỗi biển số thôi thì nhìn nó sẽ đỡ bị thừa hai cái tấm đen này, nhìn trông nó sẽ đẹp hơn. Đấy là thẩm mỹ của mình là như vậy, còn tùy anh em nhé. Anh em muốn làm thế nào nó nhiều, anh em có khiếu thẩm mỹ cao, có cái con mắt thẩm mỹ tốt thì sẽ trang trí cái chiếc xe được đẹp hơn. Ok, và mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Hy vọng rằng với cái video này thì sẽ đem lại cho anh em những cái thông tin rất là hữu ích và thực tế về cái mẫu xe mới WPL-D42. Hy vọng là anh em đã có những cái trải nghiệm thú vị và có những cái nhìn chân thực nhất về cái sản phẩm này để có thể đưa ra quyết định là mua hàng hay không. Nếu anh em muốn ủng hộ cho mình thì có thể ghé thăm vào website của kho đồ chơi với cái đường link là https://kho-đo-choi.vn. Nếu mà anh em cần hỗ trợ hay là cần hỏi bất kỳ thông tin gì liên quan đến sản phẩm hay là cần nâng cấp hay là gì đó thì anh em cứ inbox trực tiếp cho mình qua Zalo với cái số điện thoại là 0914350057. Anh em đừng quên là bấm vào nút đăng ký kênh để liên tục cập nhật những cái video mới từ kho đồ chơi nhé. Cảm ơn anh em đã dành thời gian để theo dõi hết cái video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.